xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. thưa quý vị liên quan tới vụ bắt cóc bé gái 21 tháng ở gia lâm rồi sát hại gây rúng động dư luận. mới đây công an tỉnh hưng yên cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh này vẫn đang tích cực phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an, công an thành phố hà nội tổ chức điều tra, truy bắt nghi can vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. được biết nghi phạm chính là người giúp việc hàng ngày đưa đón cho bé đi học nên gia đình rất tin tưởng cho đến khi sự việc đau lòng xảy ra. Cháu bé 21 tháng tuổi phát hiện ở ngoài cánh đồng, ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hương Yên. Đến bây giờ, người vớt bé gái 21 tháng tuổi từ dưới ao lên vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi biết những gì đã xảy ra với cháu bé. Bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc, lời kể của người bê cháu bé từ dưới ao lên. Tối 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, quê ở tỉnh Bắc Giang. Nghi can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi, chú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội để đòi tiền chuộc. Bé gái này được phát hiện tử vong tại một ngôi làng ở huyện Văn Giang. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Tối ngày 19 tháng 9, đơn vị này nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Huyền Trang là nghi can bắt cóc cháu NHT, sinh năm 2021, trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội để đòi tiền chuộc. Ngoài ra, có một nguồn tin cho biết cơ quan chức năng nhận định có thể nghi phạm đã tự chấm dứt cuộc sống vì có camera ghi lại hình ảnh người rơi xuống sông. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân huyện Gia Lâm, cơ quan công an vẫn đang xác minh thêm và sẽ có thông tin chính thức. Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng qua điều tra ban đầu, nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang làm hại cháu bé 21 tháng tuổi xong mới nhắn tin cho gia đình nạn nhân để đòi tiền chuộc. Trước đó ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996 ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là nghi can bắt cóc cháu NHT, sinh năm 2021 ở khu đô thị thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc. Đối tượng đòi gia đình hơn 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu bé gái. Đến trưa ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện bé gái tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông NXT, sinh năm 1961, trú ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Ngay sau đó, công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, điều tra làm rõ. Đồng thời tiếp tục huy động các tổ công tác liên ngành truy bắt nghi can liên quan tới vụ việc. Người thân của cháu bé nói, nghi phạm từng là người giúp việc của gia đình nhưng đã nghỉ một thời gian. Cách đây khoảng 2 tuần thì gia đình thuê người này làm lại. Hàng ngày, người giúp việc này đưa đón bé đi học. Cô này luôn tỏ ra yêu thương bé gái nên gia đình rất tin tưởng cho đến khi sự việc đau lòng xảy ra. Chiều ngày 20 tháng 9, sau khi khám nghiệm xong hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao bé gái 21 tháng tuổi cho gia đình lo hậu sự. Khi lực lượng chức năng rời đi, người dân thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, Văn Giang, Hương Yên vẫn tập trung bàn tán xôn xao vụ việc. Ai cũng xót xa cho số phận ngắn ngủi của cháu bé bất hạnh. Ông Nguyễn Văn Thành, 69 tuổi, ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở kể lại, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9 ông ra đồng làm việc. Khoảng 10 phút sau, ông Thanh quay lại thì gặp một người phụ nữ đi xe ga màu trắng chở một cháu bé đi hướng ngược lại. Ông Thanh nhớ lại, chị ta hỏi tôi đây có phải đường ra chợ mễ sở hay không? Tôi nói phải đi đường khác, tôi chỉ lại đường nhưng người này chỉ im lặng và dừng xe để cháu bé đứng đằng trước và quay đầu xe. Ông Thanh cho biết, khi đó cháu bé khóc, người phụ nữ nói con nín đi, nhưng cháu bé không nín mà tự cởi hết tất mũ khẩu trang. Ông Tê khẳng định, tôi nhìn rõ cháu bé mặc áo màu xám nâu, còn chị ấy mặc áo chống nắng màu đỏ, mũ vàng. Thời gian nói chuyện rất ngắn, người đàn ông gần 70 tuổi không thể ngờ rằng đó là lúc cháu bé đang gặp nguy hiểm. Cho đến sáng ngày 20 tháng 9, khi các lực lượng chức năng về địa phương tìm hiểu vụ việc, ông Thành cũng ra nghe ngóng, thấy nhiều người bàn tán về cháu bé bị bắt cóc. Ông Thành rừng rưng nước mắt kỳ. Khoảng 12 giờ, tôi nghe tin tìm thấy cháu bé. Tôi xuống ao bế cháu lên vì quá thương cháu. Vừa chiều qua tôi còn khen cháu bé sinh và chỉ một lúc sau cháu ra đi mãi mãi. Tôi ấy náy lương tâm, rơi nước mắt. Tôi nghĩ mình gặp cháu lần đầu và cũng là lần cuối của đời cháu. Tôi làm tròn nghĩa vụ, chuẩn bị tươm tất cho cháu. Trong lúc đợi gia đình đến, tôi bế cháu lên khỏi ao để công an lo thủ tục. Bắt cóc sát hại bé 21 tháng tuổi sẽ bị xử lý như thế nào? Liên quan tới vụ việc trên, có thể thấy hành vi của đối tượng là rất táo tợn, dã man, tàn ác khi lợi dụng lòng tin của gia đình lên kế hoạch bắt giữ cháu bé để đòi tiền chuộc. Mặc dù gia đình đã cố gắng chuyển 350 triệu đồng cho đối tượng, nhưng vì lòng tham vẫn không chấp nhận trả cháu bé về cho gia đình. Vậy với hành vi tàn nhẫn đã gây ra, kẻ bắt cóc sát hại bé gái 21 tháng tuổi sẽ phải đối diện với trách nhiệm pháp lý nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo dõi vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin bước đầu cho thấy, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến tính mạng của trẻ em, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của công dân và gây hoang mang, lo lắng trong dư luận xã hội ông cường nói cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong và có thể khởi tố vụ án hình sự về tội sát hại người nếu nghi phạm cố ý sát hại cháu bé tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án xử lý người gây án theo quy định của pháp luật được biết hiện cơ quan công an vẫn đang truy bắt nghi phạm theo ông Cường, trường hợp nghi phạm đầu thú thành cần khai báo về hành vi phạm tội thì đây là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội sát hại người hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản mà nghi phạm này vẫn cố tình lẩn trốn thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố và tiến hành truy nã bị can theo quy định của pháp luật. Ông Cường cho biết, với hành vi sát hại cháu bé, động cơ để chiếm đoạt tài sản thì kẻ gây án sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng, phạm tội với trẻ em, động cơ đê hèn. Hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc sẽ phải chịu mức án tử hình nếu như có căn cứ để kết tội đối tượng này về tội sát hại người. Cũng theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng không chứng minh được đối tượng cố ý sát hại cháu bé mà do vô ý làm thiệt mạng, người này sẽ không khởi tố. Về tội sát hại người mà chỉ bị khởi tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 169 Bộ Luật Hình Sự. Về khung hình phạt, luật sư Đặng Văn Cường cho biết hành vi bắt nạn nhân để yêu cầu người thân đưa tiền chuộc thì mới thả người là tội danh có cấu thành hình thức. Theo đó, chỉ cần thực hiện hành vi bắt nạn nhân để yêu cầu người khác phải đưa tiền, tài sản là đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm mà không phụ thuộc vào việc đã chiếm đoạt được một phần hoặc toàn bộ tài sản của nạn nhân hay chưa. Như vậy, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, nghi phạm đã bắt giữ cháu bé để yêu cầu gia đình cháu bé phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng, thì nghi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với việc đưa ra yêu cầu này không phụ thuộc vào số tiền mà đối tượng đã thực tế chiếm đoạt là bao nhiêu. nghi phạm sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với hình phạt có thể áp dụng là tù trung thân. ông cường nói cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án này. có thể kẻ thủ ác sẽ bị xử lý hình sự về cả hai tội danh là tội sát hại người và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nếu có căn cứ cố ý tước đoạt tính mạng của cháu bé mức hình phạt sẽ là tử hình. Còn trường hợp nghi phạm có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không chứng minh được nghi phạm cố ý sát hại nạn nhân thì chỉ xử lý về một tội danh là tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hình phạt cao nhất tới 20 năm tù hoặc tù trung thân cho tội này. Ông Cường cũng chia sẻ, thực tế ở Việt Nam ít xảy ra những vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra một số vụ, đặc biệt là vụ bắt cóc ở Long Biên, Hà Nội mới diễn ra chưa lâu, thì lại xảy ra vụ án này. Nghiêm trọng hơn, nạn nhân là cháu bé mới 21 tháng tuổi đã tử vong rất thương tâm. Ông Cường nêu, vụ việc lại một lần nữa cho thấy trẻ em có thể bị bắt cóc, bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe bất kỳ lúc nào. Bởi bất kỳ đối tượng nào Vụ việc là tiếng chuông cảnh tỉnh trong công tác bảo vệ trẻ em, đảm bảo cho trẻ em sống trong một môi trường an toàn. Với những kẻ thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản thì cần phải phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để săn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Theo đó, vị luật sư cho rằng các bậc phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần nâng cao ý thức cảnh giác giáo dục kỹ năng sống và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tránh trường hợp trẻ em trở thành nạn nhân trong các vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, ông Cường cũng nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý những suy nghĩ và hành động tiêu cực có thể xâm phạm đến quyền trẻ em, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em để giảm thiểu được những vụ án đau lòng như thế này. Thưa quý vị, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc cháu bé ở Gia Lâm. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.